6 giờ. Nhậm Bằng Vi, giám đốc chung của công ty khoa học kỹ thuật Tiểu Mã, muốn hẹn gặp chủ tịch Lục. Cô xem sắp xếp khi nào? Khâu Tuấn Lâm, tôi gửi báo cáo dự án hàng tuần rồi. Khi nào thì chủ tịch Lục phản hồi? Gửi các sếp, tôi đã nhận được những thông tin trên. Khi nào đến công ty tôi sẽ mau chóng chuyển giao. 8 giờ. Công ty đầu tư Ký Minh. Vì buổi lễ trao giải tối nay của chủ tịch Lục, sẽ cầm micro bằng tay. Bên dưới liệu có ổn không? Đảm bảo đều ổn cả. Cùng chủ tịch Lục đến buổi lễ trao giải WSD. Tiểu Dương, chị Ninh Mông, chị đi đâu thế? Chị đi lấy âu phục cho chủ tịch Lục. Sao thế? Còn sao nữa? Núi lửa bốc khói rồi. Chị mau về đi. Chị biết rồi, về ngay đây. Hãy gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Một. Giám đốc Lưu, lúc này anh còn ra ngoài. Điên rồi à? Ninh Mông đâu? Tôi dục rồi, đến ngay. Lưu Nhất Thiên, anh có tư cách đi vệ sinh à? Dục tiếp đi. Chị Ninh Mông, chị đến đâu rồi? Mau về đi, núi lửa sắp phun trào rồi. Lúc trước đàm phán ổn thỏa cả, còn sắp ký cả hợp đồng đầu tư rồi, mà sao vào tay Nhậm Bằng Phi anh thì lại xảy ra vấn đề hả? Bình thường mấy người khoác lác ba qua chích chòe, vậy mà một dự án chắc ăn như thế lại để người ta leo cây. Thích làm lớp dự phòng đúng không? Sao hai bên họ ký hợp đồng, mấy người còn giúp họ vận chuyển quả tốc phải không? Chủ tịch Lục, Đường Chính Nhượng chẳng giữ chữ tín gì cả. Không hài lòng điều kiện nào thì có thể nói với chúng ta mà. Chẳng hề báo trước, đổi ý đột xuất. Chúng tôi thật sự không thể lường trước được. Cậu xem có thể tìm dự án khác không? Dự án khác? Lúc trước thẩm định thị trường đều thành công tốt phải không? Điểm hút khách của đồ nội thất Kỳ Lâm là gì? Là triết lý đồ nội thất thân thiện với môi trường. Nếu anh tìm được bên nào làm phương diện này tốt hơn đồ nội thất Kỳ Lâm, thì anh lên ngồi vị trí của tôi. Đi tìm đi. Chủ tịch Lục, để tôi nghĩ thêm cách. Anh nghĩ cách gì hả? Đợi anh nghĩ cách thì lỡ hết việc rồi. Chị Ninh Mông, cuối cùng chị cũng về rồi. Lúc nãy em vào đưa cà phê hai lần mà đều bị đuổi ra ngoài. Lúc thì chê ngồi, lúc thì chê ngọt. Không có chị bọn em không đỡ nổi. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lúc trước chủ tịch Lục đầu tư dự án đồ nội thất Kỳ Lâm sao? Không biết giám đốc Đường kia uống nhầm thuốc gì mà lén giấu chúng ta liên hệ với một công ty đầu tư tên là công ty đầu tư Thể Hoàng. Nhất quyết tìm Cận Hải Dương, ông chủ của bọn họ, đi nhận đầu tư, hất chúng ta sang một bên. Chủ tịch Lục đã kết nối tất cả tài nguyên cho bọn họ, thế nhưng bây giờ lại bị người ta xơi mất. Giám đốc Nhậm thì cứ mù tịt chẳng hề hay biết gì. Thế là chủ tịch Lục tức điên lên. Các người giỏi thật đấy. Vịt nướng luộc chín rồi mà còn để bay đi mất. Vịt nướng luộc chín. Chủ tịch Lục tức tới mức nói sai hết cả rồi. Chị, còn 30 phút nữa là họp với bên ngân hàng rồi. Thế này còn họp được không? Được. Cái tên Đường Chính Dượng này làm chuyện trái với lương tâm, còn không dám nghe máy. Chủ tịch Lục,
Thư ký của giám đốc Đường, Tiểu Loan nói với tôi mấy ngày trước giám đốc Đường bị bệnh, hay là không để ý đến điện thoại? Bệnh à? Tôi thấy anh ta bệnh cũng không nhẹ đâu. Ai cho cô nói chen vào? Ra ngoài. Vâng. Để đã, đứng lại. Tôi hơi khát rồi, lấy cho tôi ít đồ uống. Anh muốn uống trà hay cà phê? Trà, nóng hay lạnh? Lạnh. Thêm đường hay thêm sữa? Sữa. Vâng. Chủ tịch Lục, ai bảo tôi muốn uống trà? Tôi bảo cô tôi muốn uống cà phê cơ mà. Đúng như yêu cầu của anh, cà phê nóng thêm đường. Loại bản địa Ethiopia từ cùng một đợt, mùi vị không hề thay đổi. Các vị giám đốc có muốn uống gì không? Bọn họ xứng được uống sao? Đã bọn họ uống đầy nước rồi, bọn họ không khát đâu. Mấy người có khát không? Không khát, không khát. Không khát chút nào. Chủ tịch Lục, đây là báo cáo tài chính quý mới. Đây là quy trình và danh sách những người tham dự trong buổi lễ trao giải nhà đầu tư thường niên mà tối nay anh phải tham dự. Trong đó có mấy nhà đầu tư trước đây anh muốn hẹn gặp. Chủ tịch Lục, lát nữa còn có một cuộc họp trong phòng họp, là cuộc họp ngân hàng đã hẹn trước một tuần. Chắc bây giờ họ sắp đến rồi. Hay là tôi đi nói với họ, bảo họ đợi thêm một lúc nhé, để anh xử lý xong chuyện bên này rồi qua sao? Ninh Mông, cô giỏi nhỉ? Quyết định thay cả tôi cơ đấy. Ai bảo cô là tôi phải xử lý chuyện bên này trước? Còn cả ba người, đừng đứng ở đây nữa. Mỗi người viết một bản báo cáo phân tích về chuyện ngày hôm nay, giao cho tôi trước khi tan làm. Đi đi, chậm thôi. Chào giám đốc Khâu. Chào giám đốc Nhậm. Lão Nhậm, chuyện gì vậy? Hôm nay chẳng phải là chuyện của bộ phận số 1 bọn ông sao? Liên quan gì đến giám đốc bộ phận số 2 như tôi và giám đốc hành chính như lão Lưu chứ? Cho dù ba chúng ta có quan hệ tốt, cũng không thể cùng nhau ăn chửi được. Tại tôi, tại tôi. Xin lỗi nhé hai người anh em. Hôm nào tôi mời hai người ăn cơm, được chứ? Ba chúng ta đều là giám đốc cả rồi. Suốt ngày mắng té tát như thế, mặt mũi biết để đi đâu. Chủ tịch Lục đúng là hơi nóng tính, nhưng cậu ấy có mắt nhìn chuẩn. Mới bước chân vào nghề đã đầu tư một dự án, kiếm được khoản tiền đầu tiên, thuận lợi quen rồi nên không chấp nhận có sai sót. Đúng, vậy chúng ta phải nhẫn nhịn thôi. Công ty đầu tư Ký Minh trả cho chúng ta mức lương hàng năm cao to như thế là vì sao? Thí tổn hại tinh thần đấy. Tôi nói cậu nghe, nếu không nhờ Tiểu Ninh Mông thì hôm nay không qua được ải này đâu. Cậu xem, mắt nhìn người của tôi cũng chuẩn đấy chứ. Ninh Mông nắm hết điểm yếu của sếp tổng trong lòng bàn tay. Lúc trước làm gì có thư ký nào chịu được quá 3 tháng. Vậy mà cô ấy đã làm được 3 năm rồi. Phải công nhận anh có mắt nhìn độc đáo. Đừng đừng đừng, đúng mà. Không không, nếu Tiểu Ninh Mông cao thêm chút nữa, xinh đẹp thêm chút nữa, thì chúng ta không thể gọi cô ấy là thư ký nữa rồi, đúng không? Thế gọi là gì? Phải gọi là bà chủ. Gì vậy trời? Chủ tịch Lục, chi bằng sa thải giám đốc Nhậm luôn đi. Sao tôi phải sa thải anh ta? Vì anh ấy làm việc vẫn có sai sót mà. Anh ấy không dự đoán được tại sao Đường Chính Dượng lại đột nhiên đổi ý. Làm nghề đầu tư mà không có góc nhìn toàn diện thì sao thành công được? Phải vừa là người sói, vừa là nhà tiên tri mới được. Người ta đã muốn giấu cô thì sẽ có cách thôi. Vì anh còn giận giám đốc Nhậm như thế? Cô đang châm biếm tôi đấy hả? Cất ngay vẻ mặt làm bộ làm tịch của cô đi.
không có khả năng quan sát kỹ càng thì còn làm nhà đầu tư gì nữa. Vậy chủ tịch Lục, theo anh thì tại sao Đường Chính Dượng lại đột nhiên đổi ý? Dự án này không có trở ngại nào khác, chỉ có thể là do định giá. Chắc Cận Hải Dương của công ty đầu tư Thể Hoàng đã ra giá cao. Đúng rồi, cô khá thân với thư ký của Đường Chính Dượng, phải không? Cũng tạm tạm. Cô đi tìm cô ta thăm dò xem sao. Biết nên nói gì chưa? Tùy cơ ứng biến thôi. Chủ tịch, nữ hiệp, uống nước đi. Chị, em cực kỳ tò mò, sao chị có thể đoán đúng ý của chủ tịch Lục thế? Anh ấy nói uống trà mà sao chị biết anh ấy muốn uống cà phê? Chủ tịch Lục là vậy đấy, anh ấy thích chơi đoán đố, thích chơi trò dương đông kích tây. Em hiểu rồi, làm ngược lại là được chứ gì. Mà không đúng chị, có lúc chủ tịch Lục nó muốn uống trà là muốn uống trà thật mà. Phải phân tích theo tình hình cụ thể. Chị đúng là thần, chịu thôi, có kinh nghiệm rồi làm nhiều nên quen. Chị, 3 năm rồi, chị vất vả nhiều rồi. Phải đấy, nhưng chị sắp hết cổ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng chị làm thư ký rồi. Không nói chuyện với em nữa, người của ngân hàng đến rồi, chị ra tiếp đón đây. Ngày cuối cùng. Đến rồi à? Mau ngồi đi. Công ty đầu tư Thể Hoàng đúng là ra giá cao hơn chúng ta, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì thư ký Loan cũng không rõ, nhưng chắc là rất hấp dẫn. Nếu không, Đường Chính Dượng cũng không mạo hiểm đắc tội anh, đột ngột đổi ý. Tôi hiểu Cận Hải Dương của công ty đầu tư Thể Hoàng, anh ta vừa dụ dỗ vừa hứa hẹn, lần nào cũng lừa bịp các doanh nhân đến choáng váng. Theo như tôi biết, lúc trước anh ta cũng từng ra giá cao giành giật dự án kiểu này, nhưng nói thì hay, làm thì dở. Vậy phía chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Cần tăng mức định giá lên không? Thư ký Loan theo Đường Chính Dượng mấy năm rồi? 3 năm rồi. Giống tôi, 3 năm. Tiểu Loan, hôm nay ký luôn à? Được, mình biết rồi. Cảm ơn Tiểu Loan. Đường Chính Dượng này nóng vội thật đấy. Chẳng phải anh ta nói tuần sau mới ký hợp đồng với Cận Hải Dương sao? Như vậy thì chúng ta còn có thời gian đối phó. Sao đột nhiên lại đổi thành hôm nay ký hợp đồng vậy? Giám đốc Đường đã liên lạc với anh chưa? Chưa. Bây giờ Đường Chính Dượng đang ở nhà hàng bán đảo. Từ nhà hàng bán đảo đến câu lạc bộ Kim Dực mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Vậy chúng ta phải đến nhà hàng bán đảo muộn nhất là trước 3 giờ để ngăn chặn Đường Chính Dượng, nếu không thì muộn mất. Tiểu Tống, đi nhanh một chút. Được. Giám đốc Đường, họ đến rồi, để tôi đi đón. Được. Được, được. Giám đốc Đường, chủ tịch Lục đâu? Chủ tịch Lục thấy anh không nghe máy của anh ấy, tưởng anh không muốn gặp anh ấy, nên chỉ phái mỗi tôi đến thôi. Ngồi đi. Nào, mời ngồi. Vậy tôi muốn hỏi một chút, chuyện quan trọng mang tính quyết định dự án lần này của chúng ta, thư ký Ninh có tự quyết được không? Đương nhiên là tôi không tự quyết được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì cả, vì chủ tịch Lục không có ý định nâng mức định giá. Nửa tiếng trước, lúc nãy cô nói thư ký Loan làm thư ký cho Đường Chính Dượng 3 năm rồi, phải không? Đúng vậy. Nếu vậy cô ta cũng không phải người mới vào nghề, sao có thể tùy tiện nói cho cô bí mật kinh doanh chứ?
Mấy giờ ký hợp đồng? Bây giờ ông chủ đang ở đâu? Cứ như sợ cô không biết ấy. Cho dù hai người có quan hệ tốt thì cô ta cũng không thể thiếu trách nhiệm như vậy được. Ý anh là bọn họ đang diễn kịch? Là Đường Chính Dượng cố ý bảo cô ấy nói như vậy? Đường Chính Dượng không hề muốn từ bỏ hợp tác với chúng ta, chỉ là trời xui đất khiến bị người ta lừa, còn tưởng có thể lấy được mức định giá cao hơn. Nếu người ta phái thư ký ra trận, vậy thư ký của tôi cũng không thể thua người ta được, đúng không? Đây là ý của chủ tịch Lục sao? Câu gốc của chủ tịch Lục là thế này: nếu như muốn đầu tư dự án này thì phải đầu tư theo giá của anh ấy. Mức định giá chúng tôi đưa ra đã là con số cao nhất trong phạm vi hợp lý rồi. Vậy liệu có khả năng này không? Có khi nào cô nghe nhầm không? À không, ý tôi là thư ký Ninh, lẽ nào chuyện này không thể bàn bạc thêm sao? Giám đốc Đường, tôi chỉ phụ trách đến chuyển lời thôi. Anh nói đúng, chuyện quan trọng mang tính quyết định dự án như thế này, một thư ký như tôi cũng không quyết định được. Nếu vậy, Ninh Mông, hay là bây giờ cô gọi điện thoại hỏi chủ tịch Lục xem sao. Là thế này, tối nay chủ tịch Lục có một buổi lễ rất quan trọng cần phải chuẩn bị. Anh ấy đã dặn dò không muốn vì những chuyện khác mà lãng phí thời gian và công sức. Nhưng đây cũng đâu phải là chuyện nhỏ, đúng không? Tính tình của chủ tịch Lục tôi cũng khó xử lắm. Thư ký Loan đều làm cùng nghề cả, thôi thì đừng làm hại nhau nữa. Giám đốc Đường, chủ tịch Lục tôn trọng quyết định của tất cả các doanh nhân, phải. Vậy nên chúc anh và giám đốc Cận hợp tác vui vẻ. Tôi xin phép đi trước. Được. À không, đợi đã. Chủ tịch Lục, ngoài những lời khi nãy còn nói gì khác không? Thì là có gì muốn nói không? Chút nữa thì tôi quên mất. Gì thế? Anh ấy bảo tôi chuyển lời đến anh. Anh ấy làm nghề đầu tư là mong hợp tác với các doanh nhân để cùng có lợi, cùng kiếm 100 tệ. Quan trọng hơn là làm sao để dành 8 tệ trong số 10 tệ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Thư ký Loan không cần tiễn đâu. Vậy cô đi thông thả. Lễ trao giải top 10 thế lực đầu tư mạo hiểm mới lần thứ 15. Lục Ký Minh. Đường Chính Dượng, chủ tịch Lục, khi nào cậu có thời gian tôi đến chỗ cậu bàn chuyện thỏa thuận ý định đầu tư nhé. Giải quyết xong rồi. Cảm ơn nhé. Là chuyện trong bổn phận của thần thôi. Chủ tịch Lục bên kia. Chủ tịch Lục, ghế số 7. Tôi gửi anh danh sách chỗ ngồi và WeChat rồi. Được, vậy tôi qua bên kia trước đây. Đi đi. Xin chào, cho hỏi có phải giám đốc Thạch của công ty đầu tư Ưng Thạch không? Đúng vậy, chỗ ngồi của cô bên kia, ghế số 11. Cảm ơn cô, không có gì. Giám đốc Lương, xin chào. Xin chào, lâu rồi không gặp. Được, ngồi xuống thôi. Dạo gần đây vẫn thế. Thật ra trước giờ tôi luôn muốn đến thăm anh. Ninh Mông, Cận Hải Dương đến rồi, đã nói chuyện với chủ công ty đầu tư Tri Hiểu. Chủ tịch Lục, cho cô xem một vở kịch hay. Nghe nói bây giờ anh đầu tư một doanh nghiệp đồ nội thất phải không?
có thể cho tôi theo làm cùng không? Giám đốc Cận yêu nhà cửa thật đấy, đam mê với những công ty nội thất nhỉ. Chào giám đốc Dương. Chào chủ tịch Lục. Sao, giám đốc Cận đầu tư vào ngành liên quan rồi à? Giám đốc Dương, ông không nghe nói sao? Công ty đồ nội thất Kỳ Lâm của đường Chính Dượng đấy, giám đốc Cận đưa ra mức định giá cao ngất ngưỡng, rất có thành ý. Vậy à? Tôi, nếu vậy hai công ty của chúng ta có quan hệ cạnh tranh rồi. Dự án kia của tôi, thôi vậy nhé. Giám đốc Dương, tôi vẫn đang cân nhắc phía đường Chính Dượng. Giám đốc Cận, vấn đề chuỗi vốn của công ty anh giải quyết nhanh vậy à? Vấn đề chuỗi vốn gì chứ? Hai năm nay nền tảng B2B không được yên ổn. Năm ngoái lại là năm bù trừ rủi ro chứng khoán. Công ty mà giám đốc Cận đầu tư giải quyết được khủng hoảng thanh toán bù trừ chưa? Nếu không mau chuyển đổi mô hình thì phiền phức đấy. Theo tôi thấy, vẫn phải đầu tư vào công nghiệp. Công nghiệp mới chấn hưng được. Úp sọt không phải là chuyện tử tế đâu. Đúng vậy, giám đốc Dương, anh nói đúng. Hay là hôm nào đó chúng ta hẹn gặp mặt. Giám đốc Dương, sắp bắt đầu rồi. Tôi đưa ông đến chỗ ngồi nhé. Được, có cơ hội thì cùng uống trà nhé. Giám đốc Dương, buổi lễ sắp sửa bắt đầu. Chủ tịch Lục đúng là tuổi trẻ tài cao. Mời các vị vào chỗ ngồi. Mời. Được. Xem kịch thích chứ? Thích lắm. Ta bắt đầu rồi, cúp máy đây. Vâng. Tiến lên phía trước, kiến tạo tương lai. Xin kính chào các quý vị khách mời, các quý ông, quý bà đang có mặt tại đây. Tôi là MC của buổi tối ngày hôm nay, Dương Giác. Rất vui vì các vị có thể tham dự buổi lễ trao giải của chúng tôi. Sau đây tôi xin tuyên bố lễ trao giải top 10 thế lực đầu tư mạo hiểm mới tối ngày hôm nay. Xin chính thức bắt đầu. Tiểu Tống, cậu vất vả rồi. Không có gì. Nếu không được thì cô về trước đi. Nhắn chủ tịch Lục xin nghỉ. Tôi phải làm nốt ngày làm cuối cùng. Tôi qua đó trước nhé. Bây giờ xin công bố công ty lọt top 10 công ty đầu tư mạo hiểm mới là công ty đầu tư Ký Minh. Chúng ta cùng vỗ tay kính mời người sáng lập công ty đầu tư Ký Minh, anh Lục Ký Minh, lên sân khấu nhận giải thưởng. Đồng thời xin mời khách mời trao giải, anh Dương Vệ Tân lên sân khấu. Vâng, xin cảm ơn khách mời trao giải của chúng ta. Mời anh về chỗ nghỉ ngơi. Vâng, mời chủ tịch Lục ở lại. Vậy bây giờ xin mời chủ tịch Lục chia sẻ với chúng ta về triết lý đầu tư của anh ấy. Xin một tràng vỗ tay hoan nghênh. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, các bậc tiền bối ở dưới khán đài. Công ty đầu tư Ký Minh mới chỉ thành lập 5 năm đã nhận được vinh dự như vậy. Tôi và đội nhóm của tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Về việc đầu tư, cá nhân tôi cho rằng đây là nghệ thuật về con người. Tôi rất thích một chữ, chữ Tùng trong từ rừng cây. Chữ này bên trái là một người, bên phải là một người. Hai người kề vai cùng đứng trên một đường, và vậy là thành chữ Tùng. Tôi hiểu rằng bên trái là người đầu tư, bên phải là người sáng lập. Hai người này chỉ cần giữ cùng một niềm tin, có cùng một mục tiêu, thì có thể gây dựng nên một khu rừng tràn đầy sức sống. Cảm ơn mọi người. Cùng chủ tịch Lục đến buổi lễ trao giải đã biết đây. Chủ tịch Lục, ngày này 3 năm trước,
Chủ tịch Lục, ngày này 3 năm trước tôi may mắn được gia nhập công ty Ký Minh, trở thành thư ký của anh. Cảm ơn sự cất nhắc anh dành cho tôi trong suốt 3 năm. Cất nhắc? Cất nhắc gì chứ? Sự khẳng định. Sự khẳng định. Chủ tịch Lục, chỗ tôi xong việc rồi, cô đâu? Tôi ở khu nghỉ ngơi, giờ tôi qua tìm anh. Ninh Mông, cô mau đặt nhà hàng đi, lát nữa đi ăn cơm. Vâng, cần phòng riêng cho mấy người? Không cần đâu, chỉ có hai chúng ta thôi. Vâng. Cô gọi món đi. Cá tuyết kèm sốt trắng, bít tết hun khói nhiệt độ thấp, sủi cảo khoai lây, salad chip, súp củ dền. Đừng cho đậu Hà Lan vào salad, đừng cho hành tây vào súp củ dền. Vậy thôi. Tôi ăn gì mà cô cũng nhớ rõ nhỉ? Dù sao cũng đi theo anh 3 năm rồi. Tròn 3 năm rồi. Phải, 3 năm rồi. Thời gian dài như vậy, cô cũng xem như một thư ký thành thục rồi. Chủ tịch Lục, hôm nay anh mời tôi đi ăn. Xem ra anh chưa quên, hôm nay là ngày gì nhỉ? Ngày gì? Ngày 1 tháng 4. Cá tháng 4 à? Không chỉ là cá tháng 4. Ngày này 3 năm trước. Chủ tịch Lục, ăn thông thả nhé. Tặng cô đấy. Đây là... chắc chắn tôi sẽ không quên hôm nay là ngày gì. Tặng quà cho cô. Chúc cô cá tháng tư vui vẻ. Tôi không thể nhận món quà này được. Tại sao cô không thể nhận? Cô xứng đáng với nó. Chủ tịch Lục, vừa là túi, vừa có cả quà và bánh kem. Lẽ bánh kem và quà không liên quan gì tới tôi cả. Cái túi này là phần thưởng tôi dành cho cô. Kể từ ngày hôm nay, cô là thư ký của top 10 thế lực đầu tư mạo hiểm mới rồi. Dù sao ra ngoài cũng phải có một cái túi cao cấp chứ nhỉ. Lâm Lâm yêu dấu, gả cho anh nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi. Sau này ăn cơm vẫn phải đặt phòng riêng cho tôi. Ồn ào. Đồng ý đi, đồng ý đi. Chủ tịch Lục, tôi muốn nói với anh một lời thật lòng. Cô muốn nói gì? Ninh Mông, tôi nói cho cô biết, điểm tôi thích nhất ở cô chính là trước giờ cô không hề có chút mơ mộng về tôi. Nhất định phải duy trì điểm này. Chuyện cô muốn nói không phải vấn đề này à? Vậy cô nói đi. Chủ tịch Lục, tôi không muốn làm thư ký nữa. Tôi muốn chuyển đến phòng dự án. Cô nói gì cơ? 3 năm trước, lúc tôi phỏng vấn, vốn dĩ tôi muốn đến phòng dự án. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào mà lại thành thư ký của anh? Trời xuôi đất khiến. Trời ban cơ hội. Nếu đã là cơ hội trời ban, thì sao cô không làm tiếp? Ninh Mông, cô phải biết rằng ngành nghề của chúng ta đầy biến động, kế hoạch mãi mãi không theo kịp sự thay đổi. Chủ tịch Lục, hôm nay đúng là ngày cá tháng tư, nhưng anh cũng không thể lừa tôi như một con ngốc được. Đang nói chuyện bình thường mà cô nổi nóng gì thế? Được rồi Ninh Mông, thế này đi, ngày mai tôi sẽ đến nói chuyện với Lương Nhất Thiên. Sau khi gia hạn hợp đồng, tôi tăng gấp đôi lương cho cô. Không phải, tôi không hề hứng thú với việc làm thư ký. Giám đốc Lương bảo tôi đi theo anh, có thể học tập cách làm dự án, sau đó tìm được thư ký thích hợp thì sẽ chuyển công tác cho tôi. Nhưng đã trì hoãn tròn 3 năm rồi. Ninh Mông, tôi thấy cô hiểu lầm về bản thân rồi. Sự thật chứng minh, cô sinh ra là để làm thư ký. Giả lại, tôi còn chưa đủ xem trọng cô sao? Tôi đích thân tặng túi cho cô. Làm gì có thư ký nào sướng như cô chứ? Sướng? Bình thường công việc của cô chỉ có pha cà phê, đưa tài liệu, gọi điện thoại,
Tinh Tinh có chỉ số IQ cao một chút, qua huấn luyện thì có thể làm được việc này. Tinh Tinh mà nghe được điện thoại à? Tôi không hề có ý sỉ nhục cô. Nên mong mà cô xem, với lượng công việc hiện tại của cô mà nhận được mức lương như thế đã là tốt lắm rồi. Cô nhìn cả ngành nghề này mà xem, có vị trí nào nhẹ nhàng như cô chứ? Nhẹ nhàng? Nhẹ nhàng chỗ nào? Đúng, thi thoảng đúng là phải tăng ca, nhưng cũng chỉ là gọi điện thoại, nhắn tin thôi mà, đâu tốn sức lực, tốn điện thôi mà. Chủ tịch Lục, hôm nay ở đây không nói rõ chuyện này được. Anh theo tôi đến một nơi. Đi đâu? Nhà tôi. Nhà cô? Làm gì? Đến đó rồi anh biết ngay. Cô đừng gây bẫy tôi đó. Chủ tịch Lục, lâu như vậy rồi tôi chưa từng có bất cứ yêu cầu nào với anh. Hôm nay tôi chỉ có một thỉnh cầu này thôi. Đi thì đi, dù sao tôi cũng không uống rượu. Đi. Chung cư Phổ Tây. Chủ tịch Lục, tôi ở đây đợi anh. Hay là khi nào đến đón anh? Đương nhiên là ở đây đợi tôi rồi. Chủ tịch Lục, tôi không biết gì hết. Anh cứ yên tâm. Này, cậu không biết gì cơ? Cậu nhớ kỹ đây, nếu một giờ đồng hồ mà tôi vẫn chưa xuống thì báo cảnh sát. Chủ tịch Lục, túi, còn chưa lấy túi. Môi trường sống tệ quá đấy. Đến rồi. Cô bảo tôi đến nhà cô làm gì? Thay giày đi. Anh ở đó thì nhìn rõ được gì chứ? Vào trong xem đi. Phiền ghê, lại còn phải thay giày. Ninh Mông, nhà cô bừa bộn thật đấy. Chẳng giống nhà phụ nữ chút nào. Cô cũng không dọn dẹp à? Xin lỗi chủ tịch Lục, tôi quên là anh thích sạch sẽ, làm anh khó chịu rồi. Vậy anh cố nhìn một chút đi. Anh cũng thấy đây không giống nhà phụ nữ phải không? Anh nhìn kỹ đi. Nhìn chỗ này đi. Chỗ này này, tài liệu của anh, sổ ghi chú lộ trình của anh, lịch làm việc của anh. Mấy thứ này đều là quà anh phải tặng cho khách hàng. Còn chỗ kia nữa, toàn là quần áo của anh. Thường xuyên ban ngày, tôi ở công ty đã thu xếp ổn thỏa rồi. Nửa đêm canh ba anh gọi một cuộc điện thoại là tôi phải làm lại từ đầu. Đây đâu phải là nhà, đây là một văn phòng khác của tôi, có thêm một cái giường để nghỉ ngơi. Ninh Mông, cô mang công việc về nhà làm, chứng tỏ hiệu suất làm việc của cô ở công ty không đủ cao. Cả bộ đồ này nữa, giặt khô mấy ngày rồi. Tôi đâu bảo cô để nó ở nhà cô. Sao cô không mang về công ty cho tôi? Anh nói xem. Chỗ này, hướng dẫn sử dụng chủ tịch Lục. Anh còn phức tạp hơn cả tàu con thoi nữa. Lưu ý khi giặt đồ 8 điều. Lưu ý khi pha cà phê 13 điều. Lưu ý đối với thói quen ăn uống 21 điều. Lưu ý khi đi công tác 38 điều. Ban ngày tôi ở công ty làm thư ký cho anh, tan làm thì làm người giúp việc cho anh. Tối anh uống say, một đứa con gái như tôi nửa đêm nửa hôm còn phải làm tài xế cho anh. Đúng, anh mắc bệnh sạch sẽ, anh không thích người khác vào nhà anh. Vậy nên anh dày dò một mình tôi hết công suất. Nói xong chưa? Tôi không thích nghe cái này. Tôi chưa nói xong, anh nghe đây. Tôi phải sẵn sàng nhận lệnh suốt 24 tiếng. 3 giờ không nghe điện thoại là anh tức giận. 2-3 giờ đêm không nghe anh cũng tức giận. Tôi không thể có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể có lúc không khỏe, muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng là con người mà. Tôi không phải là robot. Vậy chứng tỏ điều gì? Điều hay chứng tỏ cô làm việc chăm chỉ. Cô là một thư ký tốt. Vậy nên tôi mua túi để thưởng cho cô đấy. Cô tức giận với tôi gì chứ? Cho dù anh tặng tôi 10 cái túi thì cũng chỉ đựng đồ của anh thôi. Tôi không có cuộc sống riêng của mình nữa rồi. Chủ tịch Lục, trước giờ tôi chỉ muốn làm dự án. Nếu tôi tiếp tục làm thư ký cho anh thêm mấy năm nữa thì tôi sẽ hoàn toàn vô dụng.
Cho dù tôi nhảy việc thì cũng không ai cho tôi vào làm dự án. Vậy cô cứ làm thư ký của tôi mãi đi. Tôi quả thực rất tán thưởng cô, nhưng chỉ khi cô làm thư ký cho tôi. Nếu cô sang làm một bộ phận khác, chuyển đến phòng dự án, thì tôi thật sự không biết ý nghĩa của cô ở công ty đầu tư Ký Minh là gì. Anh nói câu này làm người khác tổn thương quá đấy. Xem thường ai vậy? Dù sao tôi cũng tốt nghiệp khoa tài chính đấy. Tôi biết, đúng là cô học đúng ngành. Làm gì thế? Anh xem đi. Trong giới đầu tư mạo hiểm, ai chẳng có vài chứng chỉ chứ. Cô cho tôi xem mấy thứ này thì có thể chứng minh gì? Cô có biết mỗi năm có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp khoa tài chính không? Ai cũng đi làm đầu tư được à? Đó là gì? Tôi không hề có cơ hội. Quá ra tối nay tôi nói với anh nhiều như thế mà anh không nghe câu nào vào đầu cả. Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không muốn làm thư ký nữa. Ai cho phép cô lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à? Ninh Mông, tôi nói với cô thế này. Cô muốn làm dự án ở công ty đầu tư Ký Minh? Nằm mơ đi. Kiếp sau đi. Đi rót cho tôi ly nước. Bị cô chọc tức mà rát cả cổ họng. Đi đi. Trong nhà toàn bài thứ gì thế này? Tập đấm bốc à? Dán gì thế? Ninh Mông, liệu có hơi quá đáng không? Còn tìm một bức ảnh như thế này nữa. Ninh Mông, tôi phát hiện cô giấu kỹ thật đấy. Ở buổi lễ trao giải thì vỗ tay reo hò cho tôi, về nhà thì chà đạp ảnh của tôi chứ gì. Cái này đúng là tôi quá đáng. Nhưng tôi vẫn cần giải tỏa cảm xúc mà. Tôi làm thư ký cho anh áp lực lớn lắm. May mà tôi đến nhà cô một chuyến, không uổng chuyến này. Ngoài mặt trông thì là thỏ con, nhưng thực chất lại là cáo già giả tạo. Sao lúc trước tôi không nhận ra cô giả tạo như thế chứ? Sao thế? Uống rượu nên đau dạ dày à? Đau dạ dày mà cô ôm bụng làm gì? Đau dạ dày thì phải ôm dạ dày chứ. Diễn đấy à? Anh đi đi. Giả giờ. Giả giờ tiếp đi. Anh đi đi. Anh mà còn không đi thì Tiểu Tống bắt cảnh sát đấy. Kéo tôi làm gì? Giấy của tôi rơi mất rồi. Ninh Mông, cô quá đáng quá đấy. Để tôi chân trần giẫm lên đất. Đưa về cho tôi. Chủ tịch Lục, tôi đi đổ xăng. Alo, Tăng Vũ Hàng, đồ ngu. Vô Kỳ, mình sắp bị Lục Ký Minh chọc tức chết rồi. Nửa đêm nửa hôm mà cậu lên cơn gì thế? Giống phim vòng tròn quan nghiệt à? Cậu kêu tôi ý kiến dớ dẫn gì vậy hả? Người ta không hề cần túi, còn nói giận với tôi nữa. Anh ta tưởng một cái túi là có thể mua chuộc mình, để mình tiếp tục làm thư ký cho anh ta. Đừng có mơ, mình khinh. Mong mong cậu đừng tức giận như thế. Tôi không giận được chắc. Đội chuyển công tác như điên ấy. Sao cậu lại trút giận lên người tôi? Dự án hàng trăm triệu còn giải quyết được mà chịu chết với một cô thư ký. Tôi còn chưa nói xong, cậu không thấy đấy thôi. Cô ta giờ thái độ gì vậy? Có mỗi anh ta được tức giận thôi, người khác thì không có tôn nghi mà. Cậu bình tĩnh trước đi. Để anh ta đồng ý cho cậu chuyển tới phòng dự án mới là điều quan trọng, đúng không? Cậu có biết nắm bắt điểm chính không hả? Tôi còn chân trần giẫm lên đất đấy. Tôi đang đi công tác, sao về thì đi uống rượu cùng cậu. Bye bye. Kìa, Tăng Vũ Hàng, mình nghĩ kỹ rồi. Cho dù thế nào, mình nhất định phải đi làm dự án. Hơn nữa, rồi sẽ có một ngày. Vì thế, mình khiến anh ta phải gọi mình là tổng giám đốc.
没有所谓完美结局，勇敢做出你的选择。